là lần đầu tiên của mình và cũng là lần đầu tiên của rất nhiều người được mang một cái xe siêu xe vào trường nuôi Đại Nam. Đây là cái cơ hội không phải ai cũng có thể có được. Và trước giờ thì chúng ta khi nhìn thấy siêu xe thì thấy biết nó chạy nhanh, nhưng mà biết nó vận hành thế nào thì chúng ta đều phải coi những cái clip review nước ngoài. Và đôi khi nó sẽ không đúng với lại cái truck của Việt Nam, với đường Việt Nam, với cảm giác của người Việt Nam và với cái tay lái người Việt Nam. Thì đây là lần đầu tiên tất cả mọi người được trải nghiệm những chiếc xe này và biết được cái sự khác biệt của những chiếc xe này khi vận hành trên đường đua thế nào. Những chiếc xe này được sinh ra cho đường đua. Nó không phải là những chiếc xe mà các bạn có thể sử dụng hàng ngày mà kiểu như đi cà phê và pháo. Đây là những chiếc xe mà chỉ dành để tốc độ, những tín đồ tốc độ, những người mà yêu xe, yêu tốc độ thì mới yêu những xe này thôi. Và hôm nay khi mình trải nghiệm rồi thì mình mới biết được Ferrari 458 nó đáng sợ đường phố và ở trong trường đua nó cũng đáng sợ y chang như vậy. Ổn định nhất vẫn là chiếc Porsche 911. Chiếc xe này là cho cái cảm giác đó là đi trong trường đua đi rất là nhanh luôn. Tốc độ của con xe này đạt rất nhanh nhưng không cảm thấy nhanh, bởi vì cái vận hành của nó quá ổn định, quá tuyệt vời luôn. Còn chiếc Lamborghini thì còn gì để nói nữa. Một chiếc xe LV700 dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một chiếc xe cho mình cảm giác là nó vừa mạnh mà vừa an toàn. Và nãy mình được lái chiếc McLaren thì đúng thật, đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm McLaren. Và cũng là lần đầu tiên mình biết được rằng nó nhanh nhưng nó cực kỳ ổn định.